Ngọc Khánh rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Mua sắm cùng Việt Facemore. Và ngày hôm nay là một trong những ngày mà Ngọc Khánh cảm thấy vô cùng thú vị bởi vì gửi tới cho quý vị những sản phẩm dưỡng da vô cùng quen thuộc với tất cả những người yêu mến chương trình Mua sắm cùng Việt Facemore. Và đây là một trong những sản phẩm mà có thể nói rằng là bán chạy nhất trong khoảng thời gian vừa qua. Và đó là những sản phẩm gì thì nhân đây thì Ngọc Khánh xin phép được gửi tới cho quý vị. Đó là ba bộ sản phẩm. Thứ nhất đó là bộ sản phẩm Zezi Who Water Pop, là bộ sản phẩm màu xanh dương. Có thể nói là tại sao mà nhiều người cứ thắc mắc rằng là đây là một trong những sản phẩm vô cùng yêu thích của giới trẻ của Hàn Quốc. Thì xin thưa với quý vị, làn da của chúng ta cần rất nhiều lượng nước để giúp cho da của chúng ta trở nên khỏe mạnh và sáng bóng. Nhưng đôi khi trong cuộc sống chúng ta lại quên mất uống nước nè và cung cấp đầy đủ lượng nước dành cho làn da. Chính vì vậy làn da của chúng ta trở nên xấu đi nè, bị khô và có những nếp nhăn. Và bộ sản phẩm Zezi Who Water Pop sẽ giúp cho quý vị sáng da, mờ nám, cung cấp đầy đủ lượng nước. Và cứ mỗi một bộ như vậy, chúng ta có tới 5 chai ở bên trong. Thứ nhất là chúng ta có một chai nước hoa hồng, có chai lớn và chai nhỏ. Và còn có thêm cái chai dưỡng da vào ban ngày thì giúp cho dưỡng những cái tinh chất cho làn da vào ban ngày và cung cấp đầy đủ lượng nước dành cho làn da của chúng ta. Ngoài ra còn có chai dưỡng ban đêm nữa. Đây là một trong những set trọn bộ để giúp cho làn da của chúng ta khỏe mạnh. Nhiều người cứ thắc mắc rằng là đôi khi chúng ta có thể mua từng loại sản phẩm của những mặt hàng khác nhau, nhưng đôi khi những mặt hàng đó nó lại không phù hợp với nhau và sẽ giúp không tốt cho làn da của chúng ta. Và đây là một trong những cái set mà giúp cho làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn với giá chỉ là 175 Mỹ Kim. Ngoài ra thì còn có những bộ sản phẩm như là Zezi Who Gold Skin, chiết xuất hoàn toàn từ vàng giúp chống lão hóa, giảm nhăn và chảy xệ. Đây là một trong những cái điều mà Ngọc Khánh tin chắc rằng là phụ nữ của chúng ta đều băn khoăn, bởi vì làn da mà trở nên xám nè, chảy xệ và không còn được khỏe mạnh nữa thì vẻ bề ngoài cũng như là gương mặt của chúng ta sẽ không còn xinh đẹp. Và cái bộ sản phẩm Gold Skin cũng là một set có 5 chai ở bên trong, có nước hoa hồng, rồi cái chai Travel Kiss và cái chai dưỡng ngày và dưỡng đêm. Ngoài ra thì còn có bộ sản phẩm Double Collagen Plus giúp tăng cường sự đàn hồi, tái tạo collagen đã mất cho làn da, giảm nhăn và chảy xệ. Có thể nói là ba bộ sản phẩm vừa rồi thì sẽ khi mà Ngọc Khánh gửi tới, Ngọc Khánh cũng được biết là rất nhiều người thắc mắc là tại sao có tới ba dòng sản phẩm vậy, thì chúng ta nên sử dụng bộ sản phẩm này như thế nào. Thì nếu như quý vị nào có làn da mà bị khô thì chúng ta có thể sử dụng bộ sản phẩm Zezi Who Water Pop để giúp cung cấp lượng nước lành dành cho làn da. Còn nếu như làn da của quý vị đang bị chảy xệ và đang có những dấu hiệu của lão hóa thì quý vị có thể sử dụng bộ sản phẩm Zezi Who Gold Skin. Còn nếu như làn da của quý vị đang bị mất collagen, có những cái sự nhăn và muốn tái tạo lượng collagen dành cho da thì quý vị có thể sử dụng bộ sản phẩm Double Collagen Plus. Ngoài ra khi mà quý vị gọi với chúng tôi với số điện thoại 888-314-3775 hoặc 714-839-3588 thì quý vị mua thật nhiều sản phẩm thì càng được nhiều quà. Và ba bộ sản phẩm này đều cùng một giá, đó là 175 Mỹ Kim cho mỗi một set. Và đặc biệt hơn, nếu như một quý vị nào đang thực sự muốn trải nghiệm những cái bộ sản phẩm đặc biệt là của Korea, là một trong những cái sản phẩm mà Ngọc Khánh tin chắc là rất phù hợp dành cho làn da châu Á và người Việt Nam mình cũng vậy, có làn da rất mỏng và rất là dễ tổn thương, thì đây là một trong những bộ sản phẩm rất phù hợp với quý vị. Ngoài ra thì sắp tới dịp lễ rồi, chúng ta lại băn khoăn không biết dành tặng cho những người thân yêu hoặc là dành tặng cho bản thân mình những sản phẩm nào tốt nhất, và đặc biệt là khi mà chuyển mùa nữa thì làn da của chúng ta dễ nên bị tổn thương, thì đây là một trong những sản phẩm Ngọc Khánh tin chắc rằng sẽ rất phù hợp với quý vị. Ngọc Khánh xin được nhắc lại, chúng ta có 3 bộ sản phẩm, đó là Zezi Who Water Pop và Zezi Who Gold Skin và Double Collagen Plus. 3 bộ sản phẩm này là đến từ hoàn toàn từ Korea và giá chỉ có là 175 Mỹ Kim cho mỗi một set. Và tất cả những thông tin và những điều mà quý vị băn khoăn dành cho làn da hoặc là những bộ sản phẩm này có thể gọi về với chúng tôi với số điện thoại 888-314-3775 hoặc là 714-839-3588. Và một lần nữa Ngọc Khánh kính chúc quý vị có một làn da khỏe mạnh cũng như là một vẻ ngoài tươi tắn. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.